Bí quyết kinh doanh phát tài của người xưa. Tưởng chịu thiệt, hóa ra là được lợi. Thời xưa ở Trung Quốc, người ta tính một cân là 16 lạng, nửa cân là 8 lạng. Vì vậy mới có câu kẻ 8 lạng, người nửa cân. Hàm chứa ý nghĩa rằng cả hai bên ngang ngửa nhau, không ai kém ai. Khi đó có hai hiệu buôn gạo trên phố Nam ở một huyện nọ. Một hiệu buôn tên là Vĩnh Sương, còn hiệu buôn kia tên là Phong Dụ. Thời buổi chiến tranh loạn lạc, làm ăn khó khăn, ông chủ hiệu buôn gạo Phong Dụ bèn nghĩ ra một sáng kiến với hy vọng rằng sẽ kiếm được thêm nhiều tiền. Vì không muốn đám đông dòm ngó, một hôm ông mời một vị thầy về cân lượng đến nhà của mình. Ông nói với vị thầy rằng: phiền thầy chỉnh lại vạch cân, sao cho một cân là 15 lạng rưỡi, tôi sẽ trả ngài thêm một xu tiền. Thấy xu tiền trước mắt, vị thầy về cân lượng này liền quên hết đạo đức nghề nghiệp. Ông ta vui vẻ đồng ý ngay với lời đề nghị này. Nói xong, ông chủ hiệu buôn gạo để bậc thầy một mình ở trong sân để chỉnh cân, còn mình thong thả đi ra cửa hàng tiếp tục buôn bán. Ông chủ hiệu buôn nhà này có 4 người con trai, các con đều phụ giúp ông trông coi cửa hàng. Cách đây 2 tháng, con trai út cưới vợ, là con gái duy nhất của thầy giáo trường làng. Cô con dâu mới đang thêu thùa trong phòng, vô tình nghe được những gì cha chồng nói với bậc thầy cân lượng. Đợi khi cha chồng ra ngoài, cô con dâu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi vội vàng bước ra khỏi gian phòng, nói với bậc thầy cân lượng rằng: cha tôi già rồi, chắc có chút hồ đồ, lẩm cẩm, vừa nãy nhất định nói nhầm. Nhờ ngài chỉnh lại, một cân là 16 lạng rưỡi, tôi sẽ gửi thêm ngài 2 xu tiền nữa. Chỉ mong rằng ngài đừng để cha tôi biết nhé. Được thêm 2 xu tiền nữa, nên bậc thầy cân lượng đã đồng ý với cô con dâu. Chiếc cân với định lượng 1 cân 16 lạng rưỡi rất nhanh được hoàn tất. Và bậc thầy cân lượng quả thật cũng không nói với ông chủ tiệm buôn về sự thay đổi này. Vì người chủ hiệu buôn gạo đã nhiều lần nhờ bậc thầy chỉnh sửa cân nên tin tưởng vào tay nghề của ông. Ông chủ bèn mang chiếc cân mới ra cửa hiệu sử dụng ngay trong ngày. Không lâu sau, việc kinh doanh của hiệu buôn gạo Phong Dụ phát đạt hẳn lên. Ngay cả khách quen của hiệu buôn gạo Vĩnh Sương cũng ùn ùn kéo đến, hết người này đến người khác chuyển sang mua gạo ở Phong Dụ. Thậm chí người ở phố Đông, người ở phố Tây, hầu như ai ai cũng đều bỏ gần tìm xa, từ mọi nẻo đường tìm đến Phong Dụ mua gạo. Trong khi đó, hiệu buôn Vĩnh Sương ngay ở phía đối diện lại vô cùng vắng vẻ. Đến cuối năm, hiệu buôn gạo Phong Dụ làm ăn phát đạt, còn hiệu buôn gạo Vĩnh Sương không thể duy trì tiếp tục được nữa, đành phải sang nhượng lại cửa hàng cho ông chủ Phong Dụ. Vào đêm Tết giao thừa năm ấy, cả gia đình quây quần bên nhau cùng ăn sủi cảo. Ông chủ hiệu buôn trong lòng cao hứng bèn đố mọi người xem ai có thể đoán trúng bí mật phát tài của mình. Có người nói rằng ông trời phù hộ, lại có người cho rằng ông chủ quản lý tốt. Có người lại nói do là vị trí phong thủy tốt. Có người lại cho rằng đó là công sức của cả gia đình. Lúc này ông chủ mới cười lớn và nói rằng: tất cả đều nói sai hết. Việc phát tài của cửa hàng gạo chúng ta chính là dựa vào cái cân. Cái cân của chúng ta định là một cân 15 lạng rưỡi. Cứ một cân gạo bán ra thì thiếu đi nửa lạng. Mỗi ngày bán vài trăm đến vài nghìn cân thì kiếm thêm được vài trăm
đến vài nghìn quan tiền. Ngày ngày tích lũy, tháng tháng tích lũy, vậy là chúng ta phát tài rồi. Lúc này, ông mới kể lại câu chuyện hồi đầu năm đã trả thêm một xu tiền, chỉnh lại cái cân cho cả nhà nghe. Con cháu nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. Cả nhà đều cho rằng ông thật cao minh, âm thầm kiếm được rất nhiều tiền mà không ai biết. Ngay cả người trong nhà cũng không hề phát giác ra chuyện này. Ông chủ hiệu buôn đắc ý, vừa cười kha kha, vừa nhàn nhã vuốt râu hết lần này đến lần khác. Chờ cho cha nói hết, cô con dâu thứ tư mới từ từ đứng dậy mà thưa với cha chồng rằng: "Con có một chuyện muốn thưa với cha, nhưng trước khi nói, mong cha hứa hãy thứ lỗi cho con." Cha chồng gật đầu, cô con dâu mới từ tốn kể lại cho gia đình nghe câu chuyện đầu năm đã thêm 2 xu tiền để thay đổi 1 cân thành 16 lạng rưỡi. Cô nói: "Cha nói đúng, chúng ta kiếm tiền từ cái cân, cân của chúng ta nhiều hơn nửa lạng. Khách hàng vì biết rằng hiệu buôn của chúng ta kinh doanh thật thà, có hậu, và vì vậy họ đều muốn mua gạo của chúng ta. Tất nhiên vì vậy mà việc kinh doanh gạo của chúng ta phát đạt. Mặc dù mỗi cân gạo ít đi một chút, nhưng lợi nhuận sẽ lớn hơn khi chúng ta bán được nhiều hơn. Chúng ta dựa vào sự thành thật mà phát tài ạ." Mọi người kinh ngạc, chỉ biết im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Ông chủ hiệu buôn không tin chuyện này là thật, bèn lấy cái cân mà mình bán gạo mỗi ngày ra kiểm tra thử. Quả thật, 1 cân 16 lạng rưỡi. Ông ngẩn cả người, không nói một lời nào, chậm rãi đi vào phòng ngủ của mình. Ngày đầu tiên của năm mới, sau khi cả nhà dùng bữa sáng, ông chủ hiệu buôn tập hợp cả gia đình lại. Ông chậm chậm tháo chiếc chìa khóa cửa hàng ra khỏi dây thắt lưng và nói: "Lão già này lẩm cẩm vô dụng thật rồi. Cả đêm qua ta đã suy nghĩ, nay ta quyết định giao lại chìa khóa cửa hàng cho con dâu út quản lý. Từ nay về sau, mọi người hãy nên nghe lời cô ấy." Lời bàn. Người xưa cho rằng chịu thiệt không phải là việc xấu, chịu thiệt là phúc, thiện hữu thiện báo là có thật. Chúng ta kinh doanh bất kể ngành nghề gì đều phải chú ý đến thật thà. Gây dựng chữ tín trước mắt có thể như là thiệt thòi, nhưng sẽ giữ được khách hàng bền lâu, lợi nhuận sẽ từ đó mà ra. Quả thực, một người nếu đánh mất bản tính thành thật của mình, họ sẽ đánh mất lòng tin của người khác. Khi đó, người khác không muốn giao thiệp hay gần gũi với họ nữa. Việc làm ăn vì thế sẽ càng ngày càng khó khăn hơn.